cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn phường An Bình, thị xã Thuận Thành. Thành lập và hoạt động liên tục từ năm 2015 đến tháng 5 năm 2023, cơ sở này phải tạm dừng hoạt động vì không đảm bảo một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy. Với sự hướng dẫn của lực lượng công an thị xã, trong thời gian bị đình chỉ, đơn vị đã khắc phục các thiếu sót và sau 5 tháng đã được hoạt động trở lại. Sau một thời gian, gia đình tôi đã khắc phục đầy đủ và cấp trên đã cho phép hoạt động bình thường. Thế nên là tôi cũng mong là cấp trên, lãnh đạo của cấp trên là mong tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở để cho một số gia đình, một số cơ sở để biết và khắc phục và để tiếp tục hoạt động. Còn đây là buổi kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy của lực lượng công an thị xã tại một cơ sở trên địa bàn phường Hồ. Quá trình kiểm tra, công an thị xã đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ sở biện pháp phòng cháy chữa cháy, cách sử dụng các phương tiện chữa cháy, thực hành tại chỗ cho nhân viên về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn. Ngay khi mà thành lập từ lúc xây dựng cho đến lúc đi vào hoạt động, chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về các cái quy định về phòng cháy chữa cháy, và để đảm bảo cho phòng cháy chữa cháy thì được các cái đồng chí bên phòng cháy cháy của công an thị xã nhắc nhở, rồi là giúp đỡ những khi mà còn thiếu sót cái gì là mình khắc phục ngay để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy cho khách hàng vào hát. Thị xã Thuận Thành có 43 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, trong đó công an thị xã quản lý 23 cơ sở, ủy ban nhân dân các xã phường quản lý 20 cơ sở, nhằm phát hiện xử lý kịp thời những thiếu sót, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an thị xã đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Từ năm 2022 đến nay đã đình chỉ 16 cơ sở, xử phạt 27 trường hợp đối với số tiền hơn 300 triệu đồng. Để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là cơ sở kinh doanh karaoke, thì công an thị xã Thuận Thành đã chỉ đạo công an xã phối hợp với đài phát thanh của xã phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên đài phát thanh của xã phường đối với những cơ sở mà không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, thì khuyến khích người dân không đến các cái cơ sở đó để tham gia hát. Thành lập hai tổ kiểm tra gồm lực lượng cảnh sát quản lý hành chính, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng cảnh sát ma túy, tăng cường đi kiểm tra đối với những các cơ sở kinh doanh karaoke mà không đủ điều kiện. Thời gian tới, lực lượng công an thị xã Thuận Thành tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, góp phần để các cơ sở hoạt động an toàn, phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh của người dân.